vị đang đến với Việt Nam Top News, chương trình tin tức Việt Nam và thế giới cập nhật nóng nhất trong ngày. Sau đây là những thông tin đáng chú ý được cập nhật trong chương trình 18:30 tối nay, thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020. Tập đoàn công nghệ sinh học Moderna của Mỹ thông báo, vaccine thử nghiệm của hãng này đã phát huy tới 94,5% hiệu quả trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trở thành tập đoàn dược phẩm thứ hai của Mỹ trong vòng một tuần báo cáo kết quả thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả cao hơn mức dự báo. Dựa trên dữ liệu tạm thời về thử nghiệm lâm sàng, hãng Moderna cho biết chỉ có 5 trường hợp nhiễm virus xảy ra trong số những trường hợp được tiêm chủng 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 28 ngày. Một trong những ưu điểm lớn nhất của vaccine Moderna là không cần bảo quản cực lạnh như vaccine của Pfizer, lợi thế dễ dàng phân phối hơn. Như vậy, cùng với vaccine phòng COVID-19 của công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp phát triển cũng cho thấy hiệu quả lên tới hơn 90%. Mỹ có thể có hai loại vaccine ngừa COVID-19 được cấp phép để đưa vào sử dụng khẩn cấp trong tháng 12 tới. Vâng, có thể nói có thêm vaccine mới phòng COVID-19 được công bố thử nghiệm thành công khiến chúng ta lạc quan hơn một chút trong cuộc đua chống đại dịch đáng sợ này. Nhưng theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng chỉ riêng vaccine sẽ không đủ để ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Tedros cho biết vaccine dự kiến sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong và giúp hệ thống y tế có khả năng đối phó với đại dịch nhưng không thể thay thế hoàn toàn các công cụ y tế khác. Giám đốc WHO cho biết thêm, nguồn cung cấp vaccine phòng COVID-19 ban đầu sẽ được ưu tiên cho các nhân viên y tế, người cao tuổi và những người có nguy cơ cao khác. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo virus SARS-CoV-2 vẫn có nguy cơ hoành hành, do đó người dân và các chính phủ vẫn cần cảnh giác. Tính đến sáng nay, theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 55 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó hơn 1,3 triệu người đã thiệt mạng. Những năm trước, tất cả người dân thủ đô Paris, Pháp đều bận rộn mua sắm dịp cuối tuần để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chỉ một số ít người lui tới các cửa hàng trên đại lộ Haussmann do lệnh phong tỏa. Ảm đạm và im ắng là không khí bao trùm những con phố xung quanh đại lộ Haussmann. Vào thời điểm này mọi năm, đèn trang trí Giáng sinh sẽ được thắp sáng lung linh. Rất đông khách du lịch và người dân đổ xô đến mua sắm quà tặng ở Frankenstein và Galerie Lafayette. Nhưng năm nay, rất ít người xuất hiện trên đường phố vào cuối tuần qua bởi theo quy định phong tỏa tại Pháp, họ phải mang theo các giấy tờ chứng minh lý do tại sao họ ở bên ngoài. Thật đáng buồn, chúng tôi đang đứng bên ngoài cửa hàng bách hóa Galerie Lafayette, nhưng chỗ nào cũng đóng cửa. Thật tuyệt vì họ đã trang trí đèn, nhưng chúng tôi không cảm nhận được chút không khí Giáng sinh nào. Chúng tôi không biết liệu năm nay có thể quây quần bên gia đình hay không. Một số người dân bày tỏ hy vọng rằng các biện pháp ngăn chặn cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ sớm được nới lỏng trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Tôi nghĩ chính phủ sẽ mở cửa trước Giáng sinh 1 đến 2 tuần và khi đó chúng tôi có thể ra ngoài mua sắm cho dịp lễ này. Pháp hiện là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới với hơn 1,9 triệu ca nhiễm COVID-19. Trong đó, gần 44.000 người đã tử vong. Chính phủ Pháp cho biết có thể kéo dài lệnh phong tỏa tới sau ngày 1 tháng 12 nếu tỷ lệ lây nhiễm không giảm. Ấn Độ đã liên tục đứng đầu bảng trong danh sách những quốc gia ô nhiễm không khí nhất thế giới. Và những ngày qua, dù chính quyền thủ đô New Delhi cũng như nhiều khu vực của Ấn Độ đã ban hành quy định cấm đốt các loại pháo từ trước thềm lễ hội ánh sáng Diwali, nhưng người dân vẫn tìm cách lách luật. Điều này đã khiến bầu không khí vốn đã ô nhiễm càng trở nên độc hại hơn sau lễ hội. Hôm qua, hàng trăm triệu người dân thủ đô New Delhi, Ấn Độ thức dậy trong bầu không khí độc hại. Tôi ngứa họng và cảm thấy như bị ngạt thở. Tôi không hút thuốc lá, nhưng bầu không khí này khiến tôi cảm thấy như mình hút tới 100 điếu thuốc mỗi ngày. Tình trạng ô nhiễm này là hậu quả của việc họ đốt pháo 2 ngày qua. Mọi người cảm thấy khó thở, trẻ nhỏ thì bị ho. Không chỉ ở thủ đô New Delhi, tại các thành phố lớn thuộc những bang như Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, nơi vốn luôn hứng chịu mức chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới, đều bị bao phủ bởi một lớp khói mù dày đặc với mức độ ô nhiễm không khí cao gấp 9 lần ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.